Quá trời tôm cả nhà, bắt tay không cả nhà. Nhục mà dễ hả? Ngày mới cũng 30 lúc chào khán giả, bữa nay là tiếp tục hành trình bắt tôm nha, thu hoạch tôm này là phần hai cả nhà. Buổi sáng mình chúc cả nhà mình buổi sáng luôn vui vẻ và thành công mọi công việc, đi theo tính bắt tôm nha. Quá trời cả nhà. Quá trời tôm cả nhà, bắt tay không cả nhà. Nhục mà dễ hả? Bắt tay không cả nhà. Này chú Út đem lên cân luôn cái gì? Em lên cân đi, bán tới 8 giờ mà. Ăn cả nhà. Cân đậu. Đậu cân đậu giọt á. Có đủ dèo á. Đủ dèo à? Ừ. Nhưng mà cân cái 8 giờ luôn á. Bả cân có 5 kg ra. 5 kg. À 5 kg rồi. Đủ rồi đó. Tôm nó lên ngược nước quá trời luôn. Tắt hết rồi. Trên nó nhóc luôn kìa. Đi trên nó xuống đi mua. Bắt con kia lại. Tại chỗ này nó dài, nó hết lôi bò lên kia được rồi. Uống cái tôm nó núp ở dưới sông. Tới mỗi mình đó ăn con hai giờ đi lụm dài dài lại nè đó. Ủa sao lưng anh nhấp rồi à? Nó chui trong chân cái gì á? Con còn con nhỏ bỏ mới xanh nhỏ nhỏ nhóc cua. Yeah. Ừ. Con xanh ra lũi út ra lũi. Cái núi nè cả nhà. Ai dặn mấy ôi để mai đi. Bên này có đâu. Bắt luôn. Bắt luôn à? Bắt con dục bên sau lưng mày kìa, sau lưng kìa, con nhỏ nghỉ quậy, nó bắt trước đó. Con hai nữa nghỉ, con không cả cái chuột. Kìa con chú sọt ra lụm lẹ lẹ đi qua đây đừng quậy cho đục đó. Nhìn gì?
Điểm thả đi lại đi qua đây. Lấy nước trong lăn lắc đổ nước kia. Nó điếu mỗi thì nghĩ đừng khỏi xuống hồi nãy bờ mẹ. Ai kêu? Ai cho mày xuống rồi mày ai kêu? Ở chỗ này ít chị. Con cá. Càng con cá kìa. Con rối luôn bắt luôn bắt chủ kho. Con sú là hà ta. Này hết câu mở rồi. Sa lưng gà cho anh con sú kìa. Đó. Ha. Đó. Nhỏ nó nãy giờ chắc con chết hết. Vậy chỗ này hết rồi chút rồi. Bí đi. Chả đi mốc bắt kìa. Bây giờ cũng có cho cả nhà xem ha. Bữa nay mình chỉ có bắt tay không cả nhà. Chứ không có kéo lưới nha. Bắt tay mình bắt quay tại chỗ Út bắt mớ rồi. Mình bắt đừng có gấp đó. Cái này dục nè. Tạt bỏ nó lại đi. Nên mình dèo đây nó cả nhà. Để nó quay vô trong dèo. Út lùa lại hả? À đang rùa lại cả nhà. Tại vì mà bắt tay không có kéo lưới. Bắt tay đủ luôn rồi cả nhà. Đứng đó rồi quay vô. Ngồi vô cái mở nó ra rồi. Quay vô cả nhà xem ha. Tại vì bắt tay không sáng giờ. Bắt tay mà lại không có kịp mình bắt được con mớ. Còn chỗ Út bắt như đây có 30 kg cả nhà. Trong dèo này hơn 30 kg. Tại trong dèo có con mớ nữa cả nhà. Đó. Đây là tôm đẹp rồi cả nhà. Đó. Đó. Quá trời luôn cả nhà. Đây nè. Mì không? Kệ. Cá hai bà con lấy cái sọt. Quá trời luôn nè. Đầy luôn nè. Quá tôm cả nhà. Nước mắt luôn. Bỏ sọt đi mèo dâm xuống tới hả? Mời em lúng tới ngang đâu dữ vậy? Hồi nãy lúng ướt hết bốt con luôn á. Quá trời ơi cả nhà nhìn sát nè. Nhìn kìa không? Tôm quá là đặc luôn á. Mười mấy con tí à, 12, 13 con tí à. Quá trời luôn. Rồi phải cho nó chạy mới quay mới coi đẹp. Cho nó chạy. Đây nè. Quá trời luôn. Không con. Này chắc gần 40 luôn chứ 30 gì. Này tổng kết ra nhà xem. Này mình bắt tay không á nha, chứ không có kéo lưới nha. Ồ con cá bóng thì nó kẹp banh nó bắt nó luôn đi. Con cá đuối nó cắn cái hư đó. Quá trời đã luôn cả nhà. Con cá đuối. Cô được ủ quá. Bắt hết con cá đuối. Này, đuối ăn cá đuối nè cả nhà. Con sú à? Nó chưa thở cá chưa? Quay tôm cho nó thấy chỗ này lớn lớn nè. Chỗ này là quá trời củng luôn. Tôm cành cành không á nha. Đó. Rồi, được rồi quá. Quá trời luôn. Con cá đuối nha. Đâu, cá đuối nè cả nhà. Nhiều, tôm cái hút gạo.